Hello mọi người, thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục Shakito Splash Force. Thế này thì chúng ta sẽ sử dụng nhân vật tiếp theo. Officer Hành. Hoàn tay luôn. Hoàn thành luôn. Hoàn thành.
Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc toàn tập ở đây. Nếu ai nào thích bây giờ hãy đăng ký kênh của mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.